Trái ngược lại với thị trường lợn hơi tại Việt Nam, từ đầu tháng 7 đến nay giá bán lợn hơi bên Trung Quốc tăng rất mạnh và hiện đã đạt trung bình 56.000 đồng 1 kg. Nguyên nhân khiến giá lợn hơi bên Trung Quốc tăng mạnh từ mức 50 lên 56.000 đồng 1 kg là do quốc gia này đang triển khai chính sách thu mua số lượng lớn thịt heo để dự trữ. Cụ thể, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã mua gần 50.000 tấn thịt heo để bổ sung vào kho dự trữ quốc gia. Đây là đợt thu mua dự trữ thứ hai trong năm 2023, sau đợt thu mua vào hồi tháng 2 vừa qua. Tại Trung Quốc, thịt heo là mặt hàng chủ lực quan trọng, chiếm khoảng 65% tổng lượng thịt được tiêu thụ tại quốc gia này. Còn nhớ vào năm 2020, khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên diện rộng đã phá hủy tổng đàn lợn của Trung Quốc giảm gần một nửa. Qua đó đã đẩy Trung Quốc vào cuộc khủng hoảng thiếu thịt lợn trầm trọng nhất trong lịch sử. Khi đó giá bán lợn hơi tại Trung Quốc tăng lên tới hơn 150.000 đồng 1 kg. Rút kinh nghiệm từ thực tế này, ngành nông nghiệp Trung Quốc đã thực hiện tổ chức lại toàn bộ ngành nuôi lợn theo hướng hiện đại. Một loạt các công trình cao tầng được xây dựng để nuôi lợn. Kế đó là các chính sách về thu mua dự trữ điều tiết thị trường thịt lợn ra đời và phát huy hiệu quả rất tốt. Trung Quốc là quốc gia có tổng đàn lợn chiếm 50% tổng đàn lợn toàn cầu. Và Trung Quốc cũng là nước tiêu thụ thịt lợn lớn nhất thế giới. Từ năm 2020 đến nay, với các chính sách về tổ chức lại sản xuất và thu mua dự trữ điều tiết thị trường phù hợp đã giúp cho Trung Quốc giải quyết căn bản tình trạng thừa thiếu thịt lợn cục bộ. Qua đó giữ cho thị trường thịt lợn ổn định, tác động rất tốt đến phát triển kinh tế vĩ mô, đồng thời giải quyết hiệu quả vấn đề an sinh xã hội, tạo việc làm cho nhân dân. Việc giá lợn hơi ở Trung Quốc được duy trì bình ổn cũng tác động rất mạnh đến thị trường thịt lợn toàn cầu, trong đó có cả các nước láng giềng như Việt Nam. Cụ thể, việc Trung Quốc thu mua dự trữ bình ổn thị trường thịt lợn sẽ giúp cho quốc gia này không bị rơi vào tình trạng khan hiếm thịt lợn và phải đi nhập khẩu. Trước kia, trung bình mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu từ 7 đến 10 triệu tấn thịt lợn từ nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, nhờ vào các chính sách điều tiết và tổ chức sản xuất hiệu quả cho nên Trung Quốc gần như đã tự chủ được nguồn thịt lợn phục vụ nội địa, giảm cơ bản nhập khẩu thịt lợn từ bên ngoài. Theo đó, thị trường thịt lợn toàn cầu, trong đó có Việt Nam, từ nhiều năm nay tương đối bình lặng, ít biến động, đặc biệt từ nhiều năm nay. Phía Trung Quốc chấm dứt nhập khẩu lợn sống từ Việt Nam qua các đường tiểu ngạch thì ngay lập tức đã làm cho thị trường lợn hơi tại Việt Nam tĩnh lặng. Theo đó, giá bán lợn gần như không có biến động tăng cao như trước kia. Dự báo năm 2024, nếu chính phủ Trung Quốc tiếp tục giữ ổn định thị trường thịt lợn và giảm nhập khẩu thịt lợn từ bên ngoài thì gần như chắc chắn thị trường thịt lợn toàn cầu sẽ bình lặng, ít có biến động lớn về giá cả. Nếu khi đàn lợn nái của Trung Quốc vượt trên hơn 400 triệu con thì khi đó Trung Quốc đủ thịt lợn. Thì bây giờ Trung Quốc tương đối là mạnh, bởi vì người ta chuyển từ cái chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp, của cái doanh nghiệp đầu tư bằng công nghệ cao. Thế nên đàn lợn của phía bạn cũng tương đối. Tất nhiên là một nước đông dân mà nhu cầu thịt lợn rất lớn thì tôi cho rằng là cũng không bao giờ biết là họ có thể đủ. Nên nếu chúng ta vẫn có cơ hội xuất một phần nào đó sang những tỉnh biên giới gần với chúng ta thôi, ví dụ như là 5 triệu con, 10 triệu con thì cũng là những cái điều kiện thuận lợi cho chúng ta. Thì tôi nghĩ là chúng ta cũng nên tính đến cái vấn đề là xuất khẩu sang các nước, mà đặc biệt là đối với Trung Quốc, đó là lợn. Nhưng mà tôi nói là lợn xuất khẩu chính ngạch, phải kiểm soát được cái xuất xứ của cái đàn lợn đó, thì chúng ta nên nghĩ đến vấn đề là chăn nuôi có kiểm soát dịch bệnh, kiểm soát an toàn thực phẩm, mà truy xuất được xuất xứ của cái sản phẩm con lợn đó ở trại nào thì chúng ta mới nghĩ đến xuất khẩu. Đấy, và khi tôi làm lãnh đạo ở trên cục cũng hơn 20 năm, tôi cũng quan sát rất nhiều về vấn đề này. Đấy, và chúng tôi cũng rất là mong ấy là chúng ta sẽ xuất khẩu được thịt lợn sang Trung Quốc. Nếu mà Việt Nam chỉ có chăn nuôi để cho Việt Nam sử dụng thôi ấy, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thừa các cái sản phẩm chăn nuôi. Đấy, ngay cả đối với chăn nuôi lợn. Đấy, thế thì thị trường xuất khẩu đi các nước thì chúng ta đều rất là quan tâm để mở cái thị trường cho cái sản phẩm chăn nuôi. Thì gần nhất của chúng ta đối là Trung Quốc, khả thi nhất cả về mặt không gian, cả về mặt yêu cầu về các cái điều kiện xuất khẩu. Nhưng nói với bác ấy, đó là trước kia. Thế còn bây giờ thì Trung Quốc là một nước đã thay đổi thì cái quản lý về cái mặt hàng nông sản xuất nhập khẩu vào Trung Quốc. Thì người ta hạn chế thấp nhất, thậm chí đến mức độ không áp dụng cái hình thức xuất khẩu tiểu ngạch nữa, mà đều phải bắt yêu cầu là xuất nhập khẩu chính ngạch để người ta kiểm soát được dịch bệnh, kiểm soát được thực phẩm,
an toàn vệ sinh thực phẩm, và thậm chí cũng kiểm soát được cả vấn đề là vấn đề kinh tế, vấn đề thuế trong vấn đề xuất nhập khẩu. Thế nên là chúng ta mong mà trở về xuất nhập khẩu tiểu ngạch thì đấy là chúng ta mong thôi, nhưng không xảy ra được. Thì vấn đề chúng ta mong xuất khẩu sang Trung Quốc đối với chăn nuôi lợn, nhưng mà chúng ta mong con đường tiểu ngạch thì sẽ không xảy ra, mà chúng ta sẽ mong rằng phải xuất khẩu, nhưng phải xuất khẩu bằng đường chính ngạch sang Trung Quốc. Nhưng mà từ đấy, đấy là nói với bác, đấy là những cái tiềm năng như vậy. Nhưng mà cũng xin nói với bác và những người chăn nuôi của chúng ta ấy, thì thị trường xuất khẩu thịt lợn sang Trung Quốc không còn hấp dẫn được như ngày trước. Bởi vì sau khi mà dịch tả châu Phi xảy ra đối với chăn nuôi lợn của Trung Quốc ấy, thì làm cho Trung Quốc là đàn lợn của Trung Quốc nói chung là thiệt hại rất là lớn. Mà thị trường thịt lợn của Trung Quốc có lúc gần như là không kiểm soát nổi. Giá lên tới 130 đến 150 nghìn một kg lợn hơi. Còn chúng ta chỉ có vượt 100 thôi, 103 là chúng ta sợ lắm rồi. Nhưng Trung Quốc lúc bây giờ người ta chấp nhận phải để cho giá cao để tăng cường quá trình đầu tư trong nước. Thì bây giờ cái đàn lợn của trong nước của Trung Quốc rất là tốt. Thì nói với bác thế này, nếu khi đàn lợn nái của Trung Quốc vượt trên hơn 400 triệu con thì khi đó Trung Quốc đủ thịt lợn. Thì bây giờ Trung Quốc tương đối là mạnh, bởi vì người ta chuyển từ cái chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp của cái doanh nghiệp đầu tư bằng công nghệ cao. Thế nên đàn lợn của phía bạn cũng tương đối. Lợn bây giờ nhiều lắm, không bán được. Đây là toàn lợn to có bán đâu, bà con người ăn thì kém, thế nên bán khó bán. Giá bán lợn hơi trong nước hôm nay đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 tháng qua tính từ đầu tháng 5 đến nay. Cụ thể giá bán lợn hơi tại Việt Nam hôm nay có mức thấp nhất chỉ còn 54.000 đồng 1 kg, diễn ra ở nhiều địa phương khu vực Trung Bộ, Nam Bộ và Tây Nguyên. Mức giá bán lợn hơi đạt cao nhất 58.000 đồng 1 kg chỉ còn xuất hiện rải rác ở 3 tỉnh phía Bắc, còn lại hầu hết các địa phương trong nước chỉ còn giữ được giá bán lợn phổ biến từ 55.000 đến 56.000 đồng 1 kg. Ngay lúc này đang có rất nhiều hộ gia đình chăn nuôi đã có lợn đến ngày xuất chuồng nhưng vẫn cố gắng giữ lại chuồng, chưa chịu bán để mong chờ giá tăng lên 60.000 đồng 1 kg. Bây giờ giá bán lợn hơi tăng thêm được vài 3.000 đồng trên 1 kg chính là tiền công sức vất vả của nông dân nuôi lợn suốt 5 tháng liền. Hiện giờ trong trang trại của chúng tôi còn nhiều, có anh còn bây giờ còn đến 400 lợn thịt đến tuổi xuất chuồng rồi. Vừa rồi thực ra là những hộ mà mua lợn để về nuôi đấy là cũng vẫn cứ chờ để lợn đến ngày bán rồi, nhưng vẫn cứ chờ giá. Vì là nếu như mà người ta bán đi giá giống như vừa rồi thì không còn công. Thế cho nên là người ta muốn chờ để cho nó lên được một ít để cái công. Vì sao? Người ta nuôi 4 tháng đến 5 tháng mới được một lứa lợn. Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm 2023 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đến lúc này đã có thể khẳng định về cơ bản nuôi lợn năm 2023 khởi sắc hơn năm 2022 rất nhiều. Tính đến hôm nay, giá bán lợn hơi tại Việt Nam đã duy trì được 5 tháng ở mốc trên 55.000 đồng 1 kg. Đây là mức giá đảm bảo cho chăn nuôi cơ bản hòa vốn và có lãi chút đỉnh nếu như trong cả quá trình chăn nuôi không bị dịch tả lợn châu Phi tấn công. Theo thống kê của Hội Chăn nuôi Việt Nam, giá bán lợn hơi trong nước chính thức khởi sắc từ đầu tháng 5 năm 2023 với mức giá từ 53.000 đồng 1 kg và lập đỉnh đạt 67.000 đồng 1 kg vào đầu tháng 7 năm 2023. Sau đó giá bán lợn hơi giảm dần cho đến hôm nay chỉ còn dao động phổ biến từ 55.000 đến 58.000 đồng 1 kg. Tính trong 5 tháng qua, mặt bằng giá lợn hơi bán ra đạt trung bình từ 55.000 đến 58.000 đồng 1 kg thì người chăn nuôi đã có lãi. Tuy nhiên đấy là tính trong trường hợp nuôi lợn may mắn hanh thông không bị dịch tả châu Phi tấn công. Thế còn nếu bị dịch tả châu Phi lây lan thì coi như bị phá sản, mất trắng. Nhìn tổng thể trong 5 tháng qua, tính từ ngày 1 tháng 5 năm 2023 đến nay thì người nuôi lợn dễ thở và bắt đầu có chút tiền lãi. Tuy nhiên số tiền lãi thu được trong 5 tháng qua chưa thể gồng gánh và trả nợ được cho nuôi lợn thua lỗ ở nhiều năm trước đó. Ngay lúc này đang có rất nhiều hộ chăn nuôi trông ngóng vào dịp 3 tháng cuối năm giá bán lợn hơi sẽ tăng cao. Tuy nhiên khả năng này ít xảy ra. Và giá bán lợn hơi khó có thể lập đỉnh từ 65.000 đến 67.000 đồng 1 kg như đã xảy ra ở đầu tháng 7. Nguyên nhân giá bán lợn cuối năm nay dự báo khó tăng cao là vì hiện nay nguồn cung thực phẩm rất dồi dào, thoải mái đáp ứng cho tiêu dùng nội địa từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023 sẽ là năm bội thu của ngành trồng trọt và chăn nuôi. Ước tính năm 2023, sản lượng lúa của cả nước đạt khoảng 43 triệu tấn. Rau củ quả các loại ước đạt khoảng 50 triệu tấn. Sản lượng thịt các loại đạt khoảng 7 triệu tấn. Trứng gia cầm đạt khoảng 18 tỷ quả. Như vậy, tính ra bình quân mỗi người dân Việt Nam có 430 kg lương thực, 180 quả trứng, 70 kg thịt, 500 kg rau củ quả. Chưa kể thủy sản, sữa và các loại lương thực khác như ngô, đậu tương, khoai sắn rất dồi dào. Ngay lúc này Việt Nam đang có tổng đàn lợn đạt 25 triệu con. Tính ra cứ 4 người Việt Nam có một con lợn. Riêng tổng đàn gia cầm là khoảng 600 triệu con gà và 100 triệu con vịt. Tính ra mỗi người Việt Nam có 6 con gà và 1 con vịt. Hiện tại ngành chăn nuôi của Việt Nam cơ bản chỉ phục vụ trong nước, còn xuất khẩu rất ít. Như vậy thì từ nay đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 gần như chắc chắn 100% là lương thực, thực phẩm phục vụ tiêu dùng nội địa cực kỳ dồi dào, nếu không muốn nói là dư thừa. Chưa kể nếu các doanh nghiệp ồ ạt tăng nhập khẩu thịt đông lạnh và lợn sống về Việt Nam dịp cuối năm thì nguồn cung còn lớn hơn nữa. Theo đó, nếu bà con nông dân tái đàn nuôi lợn, nuôi gà thì cần hết sức thận trọng để tránh tình trạng cung vượt quá cầu, giá giảm. Riêng về chăn nuôi gia súc ăn cỏ thì năm nay nước ta có tổng đàn trâu đạt khoảng 2 triệu con, đàn bò khoảng 6 triệu con và khoảng 1 triệu con dê, ừu, hưu nai các loại. Tính tổng thể, kể cả trong các trường hợp có mưa bão gây khó khăn cho sản xuất chăn nuôi dịp cuối năm thì nguồn cung thực phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước vẫn rất dồi dào. Xét trong bối cảnh thế giới đang có rất nhiều biến động cả về chính trị, thiên tai, dịch bệnh khiến nạn đói và an ninh lương thực toàn cầu bị chao đảo thì tại Việt Nam vẫn luôn ổn định và đảm bảo no đủ cho mọi người dân. Ngay lúc này 100 triệu người Việt Nam luôn được sống trong hòa bình và được chăm no về mọi mặt, đặc biệt là về lương thực thực phẩm thì chắc chắn luôn luôn an tâm trong mọi hoàn cảnh. Đây là điều mơ ước của rất nhiều quốc gia trên thế giới. Rất nhiều các cái cường quốc mà mạnh mẽ, có điều kiện cơ sở vật chất rất mạnh, nhưng mà vấn đề cái ăn của xã hội, vấn đề dinh dưỡng của xã hội vẫn là vấn đề thường xuyên làm đau đầu của nhà lãnh đạo. Thì mới thấy rằng là cái điều kỳ diệu của Việt Nam trong cái vấn đề bảo vệ an, đảm bảo an ninh lương thực cho gần 100 triệu dân với mức sống càng ngày càng tăng đấy, là một cái thành tựu ghê gớm. Cái an ninh lương thực của Việt Nam bây giờ không còn là vấn đề no, mà là vấn đề là ngon, vấn đề là sạch, vấn đề là đủ dinh dưỡng. Cái cơ cấu bữa ăn của người Việt Nam bây giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Phần thịt, phần cá, phần sữa, phần trái cây đã tăng lên rất nhiều. Đây là những điều mà cha ông chúng ta không tưởng đến được.